Để tiếp theo đây là bài Nhẫn đợi thời cơ. Bài này Đức Thầy viết tại Sài Gòn năm Quý Mùi 1943. Vì có nhiều anh em bổn đạo phân vân về chỗ mùa hạ năm Quý Mùi 1943 đã qua mà chưa thấy chuyện gì có thể cho là phù hợp với câu qua năm dê đến lúc mùa hè, trong bá tánh biết ai hưởng chí. Nên Đức Thầy có làm mấy bài thơ dưới đây, kính mời quý thính giả cùng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Bài hồn khiếp diệt kể từ đây, nhắn gửi cho ai dội trách thầy. Trời hạ năm dê chưa nửa nửa, tuần hoàng mái tàu cũng lần ngỡ xây. Lần xây thiện tính rõ chân thầy, chớ nóng tánh phàm chớ vội quay. Ngày lùng tháng qua năm sẽ đến, trẻ già sẽ thấy cái hay hay. Hay hay nam nữ thổ lòng khuây, nếu chẳng thì ra lại trách thầy. Muốn sớm tạm nhìn em trì tâm tu niệm, để rồi ở đây, rồi đây u rùng xót lòng thay, ôm tiếng công trần bay đến dịnh tâm thiện niệm bơ râu mài. Râu mài biết giữ đạo tâm chay, đắc quả thành công cùng có ngài. Thất tổ cư quyền những mong hầu tất biết tâm chay. Tâm chay hầu tất ráng tu thân, bên giác chẳng xa cùng chẳng gần. Trời Phật thương người lo độ tầng, muốn lo giải thoát phải tu thân. Tu thân ơi thiện tinh phải chuyên cần, lúc tự Di Đà giữ phần dầu khó nhận. Dạ thưa quan chức nghi phần làm dân, làm dân ba nhận
thì lương hiền. Chớ những lời truyền Phật thánh tiên, gương trước ở tầng hàng tính nhận đã không khổ nhục khỏi ưu phiền. Ưu phiền trăm mối suốt cánh thâu, thiền tính chưa thông lẽ nhiệm màu, mang sợ sống ngân cầu lối nhịp, lo chi ô thứ khi chẳng sống nghi cầu. Sống nghi cầu bờ giác bến đi sông mê, thấy sự sanh hết nhung trời. Đạo pháp quyền di thâm diệu diệu, chẳng màng thế sự